Rồi đầu tiên lấy vỏ ra chép từ mới cho cô nè. Đây, cô sẽ gửi trong chatbox. Now now đợi coi nha. Now verb, now verb, now 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 verb. Rồi tiếp từ mới nữa nha.
Cô xong rồi ạ. Rồi, ok, bây giờ cô sẽ cho nghe từ mới. Nghe một lần xong rồi nghe thêm một lần nữa để mà vừa nghe vừa lặp lại nha. Listening 105. Listen and point. Smoothie. Milk. Fridge. Pool. Blender. Strawberry. Chop. Lid. Mango. Peel. Listen and repeat. Rồi lần này nghe xong rồi đọc lại nha. Cô sẽ dừng lại cho đọc. Smoothie. 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 Smooth. Đọc cho cô nè. Nhìn cái lưỡi của cô nè. Smooth. Smooth. Smoothie. Smoothie. Nào đọc lớn lên cho cô nghe rõ nè. Smoothie. Smoothie. Đọc lại, đọc lại. Smoothie. Đúng rồi. Nè, smoothie. Nhưng mà chúng ta sẽ đọc nhanh và rõ chữ cho nó đúng tiếng Anh. Smoothie. À, smoothie. Đọc lại nè. Smoothie. Sờ. Âm đầu đâu? Âm đầu phải có chữ S. Smoothie. Smoothie. Xì đọc lại cho cô. Smooth nè. Smooth. Smoothie. Đúng rồi. Smoothie. Smoothie. Ok. Milk. Milk. Đúng. Milk. Nhớ nha. Âm y là phải đưa lưỡi lên. Milk. Đọc lại nè. Milk. Đúng. Giỏi. Fridge. 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 Âm y. Fridge. Fridge. Rồi, đọc lại. Fridge. Fridge. Âm y mà. Sao đọc ra âm e rồi? Fridge. Fridge. Đúng rồi. Fridge. Pool. 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 Blender. 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 Bala. Plain. Blender. Blender. Yes. Strawberry. 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 Không phải là strawberry, cái chữ berry, cái chữ berry khi mà đọc 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 nhanh đọc đúng á. Berry. Strawberry. 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 Ok, nếu mà không đọc nhanh được á thì phải đọc là strawberry, còn nếu như mà đọc đúng á phải là strawberry. Cái chữ chữ berry đó em có thể đọc nhanh là berry. Berry. Strawberry. Nào đọc lại. Strawberry trước đã. Strawberry. Đọc lại nào. Strawberry. Xì cho. Có một cái âm S ở đầu. Strawberry. Strawberry. Straw. Đọc lại. Straw. Straw. S. Straw. 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 Strawberry. Strawberry. Không phải là cho. Âm S của cô âm đầu đâu. Có chữ S ở âm đầu. S. Strawberry. Strawberry. Đúng rồi đó. Chop. 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 Lid. 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 Mango. 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 Peel. 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 Âm L ở cuối. Peel.
Peel. Yes, okay. Rồi, chúng ta bây giờ sẽ qua tới bài nghe ha. Listening 106. Listen and read. Can you help me make some fruit smoothies, please? Leo, please get some milk from the fridge and pour it in the blender. Then add a little sugar. Here are some strawberries. Chop them up, please, Amy. I'll help her. Leo's got the blender. Holly, give them to Leo when you've finished. Here, Leo. I know, Mum. Now I turn on the blender. Ah. This is the lid which goes on the blender. Sorry, Mum. I'll clean it up. Rồi, nghe lại nha. Listening 106. Listen and read. Can you help me make some fruit smoothies, please? Leo, please get some milk from the fridge and pour it in the blender. Then add a little sugar. Here are some strawberries. Chop them up, please, Amy. I'll help her. Leo's got the blender. Holly, give them to Leo when you've finished. Here, Leo. I know, Mum. Now I turn on the blender. Ah. This is the lid which goes on the blender. Sorry, Mum. I'll clean it up. Rồi, bây giờ chúng ta tập đọc nha. Đầu tiên, can you help me make some fruit smoothie, please? Đọc lại theo cô. Can you help me make some fruit smoothies, please? Yes. Rồi, đọc nhanh hơn nha. Leo, please get some milk from the fridge and pour it in the blender. Leo, please get some milk from the freezer. Fridge. Đọc lại nào. Fridge. Fridge. Don't fridge, okay. Fridge and pour it in the blender. Then add a little sugar. Okay. Here are some strawberries. Strawberry. Strawberry. Đọc lại. Strawberry. Không có cho, đọc đàng hoàng, âm S đầu, S ở đầu, S, straw. Strawberry. Okay. Chop them up, please, Amy. Chop them up, please, Amy. I'll help her. Leo's got the blender. Holly, give them to Leo when you have finished. Leo got the blender. Holly, give them to Leo when you finished. Here, Leo. I know, Mom. Now I turn on the blender. Here, Leo. I know, Mom. Now I turn on the blender. This is the lid which goes on the blender. This is the lid which was on the blender. Sorry, Mom. I'll clean it up. Sorry, Mom. I clean it up. I'll clean it up.
I'll clean it up. Rồi, ok. Rồi, dịch cho cô nào. Cho cô nào. Bạn có thể giúp. Bạn có thể giúp tôi làm sinh tố trái cây được không? Ừ. Leo hãy lấy một ít sữa rồi cho vào tủ lạnh. Lấy sữa từ đâu? Lấy sữa từ tủ lạnh đúng không? Leo hãy lấy một ít sữa trong tủ lạnh và đổ vào trong cái máy xay sinh tố, ok? Yeah. Rồi, tiếp nào. Sau đó cho thêm một ít đường. Ừ. Bước canh thứ hai là đây là một ít dâu tây. Hãy cắt chúng ra. Amy. Tony. Ừ. Hãy giúp cô ấy. Tôi, I will help her là tôi sẽ giúp cô ấy đúng không nè? Nhưng mà trong trường hợp này là phải là con chứ, mình phải dịch là con chứ, con sẽ giúp cô ấy. Con sẽ giúp cô ấy. Hoặc là chị ấy ha, chị ấy nghe ok hơn, con sẽ giúp chị ấy. Con sẽ giúp rồi. Chị ấy. Rồi, tiếp nào. Leo hãy mang cái... Sai rồi. Leo's got the blender. Là has got đúng không nào? Là đã có cái máy xay sinh tố rồi. Đã lấy nó xuống rồi. Leo đã lấy cái máy sinh tố nó xuống. Holly đó nè. Hãy đưa cho chúng tôi. Give them mà. Give them là give cái gì? Hồi nãy Holly vừa cắt cái gì? Hãy đưa cho họ. Hãy give them. Them ở đây là cái đống dâu tây ha. Hãy đưa cái đống này nè. Cái đống mà bà đang cầm trên tay, bà mẹ đang cầm trên tay, thấy không nào? Hãy đưa cái này. Đó, give them là them ở đây đóng vai trò là strawberries, ok? Them ở đây. Hãy đưa cái này cho Leo. Ừ, them ở đây đóng vai trò là... Đây, cô highlight lên nè. Đó, đâm ở đây đóng vai trò là some strawberries, có nghĩa là đưa cái dâu tây này cho Leo. Khi mà bạn xong rồi, when you have finished, thì là bạn đã xong rồi ha. Rồi tiếp nào. Câu số 3 là ở đây Leo. Here Leo có nghĩa là đây nè, chứ phải là ở đây. Here Leo. I know mom là gì? Con không nghĩ vậy. I know mà. I know là gì? I know có nghĩa là gì nào? I know, cái chữ know nghĩa là gì? Chữ know là nghĩa là gì? Bây giờ mà không biết nghĩa chữ know là em không thể học tiếp được luôn á Nam. Chữ no nghĩa là gì? Không có sệt. Nhớ. Chữ no nghĩa là gì nào? Nghĩa là biết, ok? Vậy ở đây là gì? Con biết.
Con biết bây giờ con sẽ bật bật máy xay này lên. Ừ. À. Ôi, con đang nghịch cái gì đấy? Đây là cái lắp của cái lắp ở trên cái máy sinh tố. Như là con xin lỗi. Con sẽ lau nó ngay. Ừ, rồi. Ok, đúng rồi ha. Rồi chúng ta sẽ bật qua bài lesson 2. Lesson 2 thì chúng ta sẽ học qua mở. Đâu rồi ta? Đây, tôi sẽ gửi cho. Rồi, hôm nay bài của chúng ta sẽ là đại từ tân ngữ ha. Bây giờ cô sẽ dạy và cô sẽ cho em về nhà ghi cái này. Ngày mai sẽ đưa quyển vở lên cho cô kiểm tra coi là đã ghi cái này chưa, ok chưa? Ừ, rồi, để tiết kiệm thời gian ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ học object pronoun. Object pronouns tiếng Việt sẽ là đại từ tân ngữ đó. Nó bao gồm như là hồi nãy em thấy là có thể là me, us, him, her, them, ok chưa? Và có thể là có whom nữa, nhưng mà cái whom này là còn lâu lắm em mới học. Rồi, đại từ tân ngữ dùng để làm gì? Đại từ tân ngữ dùng chỉ người hoặc vật bị tác động bởi một cái hành động nào đó và sẽ đứng sau một động từ hoặc một giới từ. Rồi, hồi nãy em có thấy có cái câu mà give them không nào? Give them to, trên cái bài đọc, hồi nãy cô mới giải thích luôn. Give them, chop them up, đây. Rồi, từ từ, đợi cô. Chop, here are, đúng không nào? Here are some strawberry. Chop them up holy, đúng không nào? Rồi, trong trường hợp ở đây, đâm hồi nãy cô nói là gì nào? Đâm hồi nãy cô nói cái chữ đâm này nó là gì? Từ tân ngữ. Ừ, đại từ tân ngữ, nhưng mà nó thay cho cái gì? Thay cho cái sự vật nó mà sẽ thay cho. Thay cho gì hồi nãy cô mới giảng ở trên cái bài chưa luôn? Có tập trung không nè? Thay cho cái gì? Chữ đâm ở đây, nó sẽ thay cho strawberries, ok? Người ta không có muốn nhắc lại cái chữ strawberry nữa. Thay vì là here are some strawberry, chop some strawberry up, thì người ta đâu có cần thiết phải như vậy đâu. Và ở đây strawberries nó là số nhiều ha. Để nó sẽ là chop them up. Ok, có nghĩa là đây. Ví dụ trong trường hợp là cô sẽ đưa cho em cái cây bút chì đi. Here is a pencil, đúng không nào? Thì cô sẽ kêu là em dùng nó đi, thì cô sẽ kêu là use it, đúng không nào? Hay là chẳng lẽ cô phải nói là use a pencil, thì nó đâu có cần thiết đâu, đúng không? Cô đâu có cần lặp lại thêm một lần nữa, nó sẽ rất là cồng kềnh. Thì cô chỉ cần nói với em là use it, thì cái chữ it ở đây nó là số ít, đúng không nào? Nó sẽ thay cho cái danh từ ở cái câu đằng trước là pencil, ok? Rồi, đây cô sẽ thêm ví dụ. Jackson did all of my tasks. I should make a call to thank him. Đúng không nào? Là Jackson đã làm tất cả các việc của giúp tôi rồi. Bây giờ tôi có nên gọi một cuộc ở đây để thay thế cảm ơn anh ấy không? Thì ở trong đây, cái chữ him nè. Đó, nó là một cái từ đại từ tân ngữ. Vậy cho cô biết cái chữ him ở đây là thay thế cho chữ gì? Him thay thế cho Jackson ạ.
Jackson ha. Rồi tại sao nó lại thay thế cho Jackson? Tại vì nó là, nó dịch ra là gì? Anh ấy đúng không nào? Đúng không? Nó dịch ra là anh ấy. Vậy đằng trước có một, chỉ có một cái chữ mà em có thể là thay thế nó là anh ấy thôi, nó là Jackson. Ok chưa? Rồi. Bây giờ là có một cái bảng tóm tắt đại từ nhân xưng. Xưng ở đây là sao? Có số ít và số nhiều. Cô lấy ví dụ ha. Ai thì đại từ có thể là thành me. You thì vẫn giữ là you ha. You thì vẫn giữ là you. Nhớ cho cô cái này. Đó, you vẫn giữ là you. He, him, she, her và it. Đây, it vẫn giữ là it. Đó, có những cái mình vẫn giữ được. Rồi, số nhiều thì chúng ta sẽ có we sẽ đổi thành us. They sẽ đổi thành them. You vẫn giữ là you ha. Rồi, ở đây cô có vài cái ví dụ. Anna might regret her rude behavior. Đó là hành động vô lễ hay rude. Rude có nghĩa là rất là không có... Rude có nghĩa ở đây là không có... Nó là một cái hành động thô lỗ. In front of her father. Thì ở đây chúng ta có cái chữ her. Her đây là thay thế cho cái chữ gì nè? Anna. Đúng, thôi đây là thay thế cho Anna. Người là ba của Anna. Thì thay vì người ta nói lại là Anna's father rất là dài dòng, và trong cùng một câu thì người ta không cần thiết, người ta chỉ cần nói là her father thôi. Đúng không nào? Rồi, John just bought his car for... Thầy ơi, John just bought his car for... John just bought his car for $100,000. Thì chữ his ở đây nó thay thế cho chữ gì nào? His ở đây không phải John. Xe của anh ấy đúng không nào? Thì thay vì người ta phải nói một lần nữa là John's car trong cùng một câu, thì người ta sẽ không nói là John's car. Người ta có thể nói là his để mà cho nó dễ hơn và nó ngắn gọn hơn, và người ta cũng dễ hiểu nữa. Rồi, what do you need from me? Rồi, trong cái câu này thì nó mới. Cái chữ nào? Hồi nãy nhìn cái bảng ở trên này. Thấy chưa? Nhìn cái bảng ở trên này, vậy chữ me này nó sẽ là tân ngữ. Đại từ tân ngữ cho từ nào? Ai đúng nào? Thay vì cái câu nó đúng với lại cái grammar của nó phải là what do you need from me chứ không phải là from I, ok? Tại vì nó được tác động một, đúng không nào? Yeah. Rồi, nhớ lại cho cô nha, đại từ tân ngữ ứng là đại từ chỉ người hoặc vật bị tác động bởi một hành động nào đó. Được chưa nào? Nếu như mà người ta cần, what do you need from me, bạn cần gì từ tôi, là người ta cần gì từ mình, là mình sẽ bị tác động bởi người ta. Ok chưa? Cho nên là không thể nào dùng cái từ là what do you need from I được. Ở đây phải dùng là what do you need from me. Rồi. Tiếp. We don't tell them about this problem. Không, câu này khó hiểu, cô sẽ bỏ qua nha. Cái này mới học. The meeting yesterday was all about you. Rồi, em có thể thấy ở đây you không, you vẫn giữ là you nè. Không có thay đổi. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ trở lại trong sách. Coi coi ví dụ trong sách người ta đưa cho mình cái gì. Rồi, ở đây cô có, hồi nãy cô có nói, ở đây có phải là có some strawberries, đúng không? Ở đây chúng ta có từ dump nè, là thay thế cho strawberry, đúng không? Ở đây lại có một cái từ give dump. Give dump ở đây vẫn là gì nào? Dâu. Đúng, rồi. Rồi, ở trong đây, nhìn trong sách nào. I thì nó sẽ đi thành me. You sẽ vẫn là you nè. He sẽ là him. She sẽ là her. It vẫn giữ là it. They sẽ thành them. Và we sẽ thành us. Ok. Rồi, ở đây có một cái ví dụ. Can you get some milk from the fridge and then pour it in the blender? Vậy it ở đây là gì nào? It ở đây là gì, Nam?
Đang nhìn đi đâu á, nó ở bên cái quyển này, nó nằm ở bên trang bên này, nó nằm ngay cái chỗ mà học ngữ pháp. Can you get some milk from the fridge and then pour it in the blender? Và it ở đây là gì? Some milk. Đúng, đúng không nào? Và milk không đếm được cho nên nó sẽ là? Nó thêm không thêm s, nhưng mà cái vấn đề ở đây là nếu như mà nó đếm được sẽ là pour dump, đúng không nào? Nếu mà nó đếm được nó sẽ là pour dump, còn trong trường hợp này nó không đếm được cho nên sẽ là pour it, hiểu chưa? Rồi làm cho cô bài tập số 3 nè, số 3 và số 4 luôn. Rồi, ok. Đọc đáp án cho cô nào. Câu số 2. Câu số 2 là I've got a problem. Problem, đọc lại. Problem. Problem. Please help me. Yes, please help me. Rồi. Câu số 3 nào. Câu số 3 nào. Are you not? I live here. I can show you the way. Đúng, I can show you the way. Rồi, câu số 4. Câu số 4 là Is that your coat? Please put it in the cup pot. Okay, so is that your coat? Đúng rồi. Câu số 5 là Please can you get the potato? Out of the fridge. And wash it yum. The what? Wash what? Wash cái gì? Đọc cho cô lại cái câu số năm em chọn. Wash dumb. Thế là tại sao lại wash dumb? Nên như cô hỏi vì là potato là số nhiều. Tomatoes là số nhiều ha. Ở đây nó sẽ đứng thay tomatoes nên là wash them. Rồi, số 6 nào. Số 6 là we want to make smoothies. Mom, can you help us? Đúng. Can you help us? Rồi, bài số 4 nào. Bài số 4, câu số 2 là you can go and play with them now. You can go and play with them now, okay? Rồi tiếp nào. Số 3 là can I help you dad? Don't gonna help you dad. Câu số 4 là where is Peter? I can't find her. Yes, I can't find her. Rồi mở sách workbook ra cho cô. Để làm bài tập ha.
Grammar term. Cái phần lesson 2 á. Đây, để cô chia mẹ sẽ màn hình. Thấy nó chưa nào? Rồi làm cho cô hết trang 89 luôn. Xong rồi. Rồi, làm 3 bài luôn rồi đúng không? Đúng ạ. Rồi, ok, sửa bài 1 nào. Đây, câu bài 1 là câu số 2 là the apple are over there. Uh-huh. They can do good jump on this plate. Plate, ok, plate. Rồi. Câu số 3 là I'm going. Câu số 1 xí nào, câu số 3 đọc tiếng Anh là gì? Câu số 3 là I'm going to have. Không, không, yeah. Không. Số 3 đọc tiếng Anh là gì? 3. Ok, number 3 is, ok? Number 3 is I'm going to have that. Can I have you? Không, không phải. I'm going to help that. Rồi, I'm going to help him wash the car, okay? Yeah. Tại vì tự nhiên can I help you nó không phải, nó không đúng. I'm going to help him wash the car. Rồi, tiếp đi nào. Câu
for if I can't find my bag. I can't see it anywhere. I can't see it anywhere, okay? Câu số 5 là Câu số 5 là cái gì tiếng Anh? Number 5. I need some help. Please help me. Okay, I need some help. Please help me. Câu số 6 là number 6 is Ricky and I are in this photo. Can you find us? Yes, can you find us? Number seven is, do you have a problem? Còn câu cuối là câu nào? Là can I help you? Đúng rồi, can I help you? Rồi, tiếp. Năm bài số 3 là năm exercise number 3. Rồi đọc cho cô. Yeah. We are looking for the station, but we can't find it. Can you help me, please? I'm going we, there. Nếu mà xí nè, nếu mà we are looking for a station, vậy tại sao lại là can you help me? Đúng không nào? We are là chúng can tôi đang tìm. Đúng me? Rồi. Can you help us? Rồi tiếp. I'm going there too. You can now follow me. Follow. Okay. Follow là đi theo. Okay. Follow me. Okay. Thank you. We are going to meet my aunt and uncle at the station. At the station, okay. Tiếp nào. Station. Can you see your uncle, aunt and uncle? No. Đọc nhanh lên, không có đọc rạnh từng chữ như vậy được. No, I can't see them anywhere. Yes, dumb. They are people. That man is waving. Waving. Waving is he your uncle? Yes, that him. Mm-hmm. And is that your aunt? Yes, that them. Cái gì? Aunt là ai? Yes, that's her. Tiếp. Yes, that's her. Thank you so much for your help. Đúng rồi. Đúng không? Chúng ta phải coi cái câu đằng trên nó là cái gì rồi chúng ta mới trả lời mới đúng được chứ đâu có đọc bậy bạ được. Rồi, hôm nay học tới đây thôi. Và bài tập về nhà sẽ là viết cho cô cái hồi nãy mà cô gửi cho đây, bây giờ cô sẽ mở cho coi nha. Cô đã gửi đâu cô? Bây giờ cô sẽ gửi để mà viết bài tập về nhà. À, để mà chép bài. Chép bài trong. Rồi. Cô gửi rồi nha. Thấy chưa? Rồi. Chép bài ở trong này xong rồi tuần sau cô sẽ kiểm tra. Ok, tuần sau cô sẽ kiểm tra vở. Đồng thời chuẩn bị cho cô lesson 3 và lesson 4. Ok chưa nào? Lesson 3 và lesson 4. Nếu như mà có gì không hiểu trong cái bài ngày hôm nay thì nốt lại luôn, tuần sau hỏi cô luôn. Bây giờ có gì thắc mắc không nào? Không ạ. Chuẩn bị lesson 3 và lesson 4. Rồi ok, tuần sau cô sẽ kiểm tra vở đó nha. Được. Ghi đầy đủ luôn, không có thiếu cái gì hết. Ừ.
Ok, thấy rồi. Con vô được chưa? Con thấy rồi. Vô trong cái mà link cô gửi á, có được không? Được rồi. Ok. Rồi, coi tiếp phim ngày hôm qua nha. Nó bị tự động thoát rồi Nam ơi. Dạ. Hồi nãy nó bị tự động thoát. Con muốn coi tiếp không? Để tuần sau coi. Hả? Coi tiếp hả? Dạ. Ok Nam, tuần sau xem tiếp nha. Tuần sau học từ lesson 3. Hết lesson 3 cho đến hết lesson 6 sẽ được xem phim. Cho nên là nếu như mà chuẩn bị bài mà làm được bài gì trước ở nhà thì làm đi để mà còn thời gian xem phim. Ví dụ như là lesson 5 là có bài đọc nè, lesson 6 là có bài viết. Ok chưa? À ok. Right. Vậy nha, goodbye class.